hay đối với Phật Pháp chẳng có nghi hoặc, tu giới, tu định, tu huệ, thì vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả các hí luận. Hí luận gồm có 1. Điên đảo hí luận, 2. Tổn hại hí luận, 3. Tranh cạnh hí luận, 4. Nơi người khác phân biệt thắng liệt hí luận, 5. Phân biệt công xảo dưỡng mạng hí luận, 6. Đàm trước thế gian tài lực hí luận. 1. Điên đảo hí luận, vốn là vật màu đen mà nói là màu trắng, tức là điên đảo thị phi. Rõ ràng là phải mà bạn với người ta biện luận, cường từ đoạt lý, nói là trái, đây là điên đảo hí luận, tức cũng là nói luận điệu trái với đạo lý, nói ra lời lẽ hư vọng chẳng chân thật. 2. Đường tổn hí luận, đường tổn nghĩa là vứt đi. Ví như bạn làm công đức mà có người nói bạn ngu xì, làm công đức có ích gì, làm công đức chẳng ăn cơm, có no không, làm công đức chẳng mặc y phục, có lạnh chăng, căn bản chẳng có công đức, đây là pháp gạt người. Bạn thấy người xuất gia hóa duyên dạy người ta bố thí, mà mình chẳng bố thí, đây là lý luận méo lệch, như thế thì sẽ tổn hại công đức vứt đi. Phải biết có công đức thì mới có phước huệ viên mãn mới khai ngộ. 3. Tranh cạnh hí luận, tranh là tranh biện, cạnh là so sánh hơn kém, tranh thắng phụ với người, so sánh đứng hàng đầu, do đó có câu, tranh là tông hơn thua, trái ngược lại với đạo, tâm sinh ra bốn tướng, làm sao được tam muội, người có tâm hơn thua, thì trái ngược lại với đạo, chẳng hợp với đạo, cũng chẳng hợp với pháp. Nếu có biện luận, thì sẽ sinh ra tầm bốn tướng, tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, làm sao mà đắc được tam muội, chẳng đắc được định huệ chân chánh. Đối với pháp thì sinh tâm nghi hoặc. 4. Nơi người khác phân biệt thắng liệt hí luận, phân biệt tốt hoặc xấu với người, hơn hoặc kém, trái hoặc phải, đây cũng như con quạ đậu ở trên lưng heo, chỉ thấy người ta đen mà chẳng thấy mình đen như thế, lại giống như giặc đồ dơ, thế cho người ta, chỉ thấy đồ người ta dơ mà chẳng thấy đồ mình dơ. 5. Phân biệt công xảo, dưỡng mạng hí luận, một khi sinh nghĩ phân biệt tức là hí luận, giống như sinh viên tốt nghiệp rồi hối hận ban đầu không nên học văn học, hoặc không nên học triết học. Nếu như ban đầu học y khoa thì bây giờ có thể làm bác sĩ, nếu ban đầu học luật khoa thì bây giờ có thể làm luật sư, đời sống sẽ giàu có hơn. Khi học xong đại học thì mới nghĩ công xảo dưỡng mạng, đây tức là hí luận. 6. Đàm trước thế gian tài thực hí luận, tức là tham luyến tài sắc dành thực thủy nằm dục thế gian. Hãy xem trên thế gian có bao nhiêu người vì tài mà mất mạng, vì sắc mà phá thân, vì danh mà bại thân, vì ăn mà hại thân, vì ngủ mà hủy thân, đó là đam trước thế gian tài thực hí luận. Nếu chẳng có những hí luận này thì chẳng sinh tâm phân biệt, chẳng có tâm phân biệt tức là niệm Phật Bồ Đề, chẳng có tâm phân biệt thì sẽ khai mở đại trí huệ. Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ? Vì tâm phân biệt quá nặng, người ta khen bạn một câu thì vui mừng vô cùng, người ta chê bạn một câu thì buồn bã vô cùng. Như thế thì làm sao mà học đạo, làm sao mà tu hành? Muốn tu cảnh giới tám gió thổi không lay thì xem tất cả thành một thể mới là giác niệm, mới là thật công phu. Nhưng chẳng phải giống như người bùn hoặc người gỗ chẳng có tri giác. Tám gió tức là khen chê, hồ vui, lợi suy, được mất. Tám gió này là chỗ người thế gian thương ghét hay làm dao động tâm người, cho nên gọi là tám gió. Người tu hành tu đến trình độ như như bất động, liễu liễu thường minh thì chẳng bị tám gió làm lay động, dù vàng bạc trước mắt cũng chẳng đổi lòng, đau nhọn dơ lên đầu cũng chẳng cải chí hướng, đây tức là tín niệm kim cang. Biết rõ pháp khác biệt, chẳng chấp nơi lời nói, không có một với nhiều, gọi là tùy Phật giáo. Khi con người sinh ra thì tâm biết mà chẳng biết, hay mà không hay, là một trang giấy trắng sạch. Nếu có vị thiện tri thức hoặc là minh sư dạy dỗ chỉ bảo thì sớm sẽ minh tâm kiến tánh, có chỗ thành tựu minh bạch pháp sai biệt. Pháp này chẳng chấp trước nơi tướng lời nói, vì chẳng có lời nói cho nên chẳng có phân biệt. Không phân biệt pháp tức là tướng tịch diệt, pháp của tướng tịch diệt thì chẳng chấp trước nơi lời nói. Do đó có câu,
Miệng muốn nói mà lời bật, tâm muốn duyên mà tư tưởng chẳng còn nữa. Lúc đó tức là cảnh giới. Đường lời đã hết, nơi tâm hành đã diệt. Lúc đó cũng chẳng có một, cũng chẳng có nhiều. Chẳng có một là một mà chẳng một. Chẳng có nhiều là nhiều mà chẳng nhiều. Cảnh giới một nhiều chẳng lập, đây là giáo lý tùy thuận chư Phật. Trong nhiều không một tánh, một cũng không có nhiều, như vậy hai đều giả, pháp vào công đức Phật. Nói về từ vô thủy thì chẳng có sự bắt đầu, nói về sự vô trùng thì chẳng có sự kết thúc, do đó có câu không đầu không cuối, không một không nhiều, không lớn không nhỏ, không trong không ngoài. Đây tức là số không, tức cũng là vô cực, không đầu là chẳng có bắt đầu, giống như vạch thứ nhất quẻ càn trong bát quái là số 0, vạch thứ hai cũng là số 0, vạch thứ ba vẫn là số 0. Số 0 này lớn như pháp giới, nhỏ như hạt bụi, lớn mà không ngoài, lại chẳng có gì lớn bằng nó, nhỏ mà không trong, lại chẳng có gì nhỏ bằng nó. Số 0 này chẳng có một, chẳng có nhiều, một mà chẳng một, nhiều mà chẳng nhiều. Nói nó là một, lại chẳng phải một. Nói nó là nhiều, lại chẳng phải nhiều. Nói nó chẳng phải một, nó nhỏ mà không trong. Nói nó chẳng phải nhiều, nó lớn mà không ngoài. Một chẳng thành một, nhiều chẳng thành nhiều, đều bao quát ở trong số 0. Ở trong đó tức là chân không, tuy chân không cũng có diệu hữu. Do đó có câu chân không chẳng không mới có diệu hữu, diệu hữu chẳng hữu mới có chân không. Trong số không này có gì, nhìn chẳng thấy gì. Tuy nhìn chẳng thấy gì nhưng không thể nói chẳng có gì. Trong số không này có diệu hữu, chúng ta tu đạo tức là tu số không này. Đây gọi là vòng tròn vô cực, vô đến cực điểm. Số không này tức là đại viên cảnh trí, là bổn lai diện mục, tự tánh vốn đủ, tức cũng là đại quang minh tạng. Tại số không này tu hành thành công thì biến thành đại quang minh tạng, nếu phá hoại đại quang minh tạng thì do vô minh sinh ra tướng tam tế, nghiệp chướng truyền tướng hiện tướng. Do số không mà biến thành một, khi chẳng có một thì nó vĩnh viễn là số không, bất cứ thêm vào bao nhiêu số không vẫn chẳng có số mục để nói. Bây giờ số không phá thành một, thêm số không vào thì thành 10, lại thêm số không vào thì thành 100, lại thêm số không vào thì thành ngàn, lại thêm số không vào thì thành vạn. Ngàn ngàn vạn vạn là từ số không mà sinh ra. Lúc số không này chưa biến thành một thì nó là vô thủy. Hiện tại biến thành một, thêm không vào tức là vô trung. Số một này mà thêm tận hư không biến pháp giới số không vào thì cũng thêm chẳng xong, cho nên gọi là vô trung, tức là chẳng có khi nào kết thúc. Trời được một là thanh, trời từ một trở về số không thì thanh minh. Đất được một là yên, đất từ một trở về số không là an ninh. Người được một là thánh, người từ một tu đến đại quang minh tạng trở về nguồn cội, tức là thánh nhân. Tại sao chúng ta chẳng phải thánh nhân? Vì chưa đắc được một. Do đó, được một vạn sự đều xong. Đắc được một đồng trinh thì việc gì cũng đều xong, việc gì cũng chẳng cần. Do đó có câu những gì làm đã làm xong, chẳng thọ thân sau nữa. Tại sao chúng ta có sinh tử? Vì phá hoại đại quang minh tạng, phá số không thành một. Có một thì có phiền não, đại quang minh đầy đủ tất cả, cho nên nói trong nhiều không một tánh. Nhiều tức là nhiều, vì chẳng có một tánh, tức cũng là nhiều mà chẳng nhiều, chẳng nhiều mà nhiều, một cũng chẳng nhiều. Đạo lý này chẳng dễ gì minh bạch. Vậy phải làm sao? Tức là không cần sinh tâm phân biệt, không cần dụng công phu trên số mục. Đây là một, đó là nhiều, đừng chấp trước vào số mục. Cho nên mới nói là hai đều giả, một cũng giả, nhiều cũng giả. Chẳng chấp một nhiều thì chẳng có tâm phân biệt, thì khắp vào công đức Phật, giống như công đức của Phật chẳng có gì khác biệt. Chúng ta đều có tâm phân biệt, thấy cảnh giới thì sinh tâm phân biệt. Do đó có câu đối cảnh khởi tham ái, đây là kiến hoặc. Mê lý khởi phân biệt, đây là tư hoặc.
Kiến hoặc có 88 phẩm, từ hoặc có 21 phẩm, nếu chẳng còn tâm chấp trước thì đắc được công đức của Phật. Một và nhiều là cùng nhau nương tựa, cùng nhau làm gốc ngọn, hoặc một làm gốc, nhiều làm ngọn, hoặc nhiều làm gốc, một làm ngọn, hoặc một nương tựa nhiều, nhiều nương tựa một, có bốn ý nghĩa: một cùng thành nghĩa, hai cùng hại nghĩa, ba cùng tổn nghĩa, bốn cùng hết nghĩa. Một cùng thành nghĩa, một nhiều cùng lập, cùng nhau tồn tại, vì một trợ giúp nhiều, nhiều trợ giúp một, cùng nhau tồn tại, đó đây đều có, tức cũng là một thành nhiều, nhiều thành một. Đây là hai câu đầu tiên: trong nhiều không một tánh, một cũng chẳng có nhiều. Trong nhiều chẳng có một tức là nhiều, trong một chẳng có nhiều tức là một. Đây là ý nghĩa một nhiều cùng nhau thành lập. Hai cùng hại nghĩa, hình cấp lấy cả hai đều mất, có một thì chẳng có nhiều thì chẳng có một. Một nhiều cùng nhau chướng ngại biến thành vô lực, đều không thể độc lập. Đây là câu thứ ba: như vậy hai đều giả, cả hai đều chẳng tồn tại. Đây là ý nghĩa một nhiều cùng nhau hại diệt. Ba cùng tổn nghĩa, cùng nhau tồn tại, chứ chẳng phải đơn độc tồn tại. Dùng một để trợ giúp nhiều, sau nhiều cũng vẫn không hoại, vẫn nhiều như nhau, nhưng do một mà thành nhiều. Dùng nhiều để trợ giúp một, sau một cũng chẳng hoại, vẫn tồn tại. Nhưng nhiếp một làm nhiều, tuy một nhiếp vào trong nhiều, nhưng cùng nhau tồn tại. Nhiều chẳng ngại một, một chẳng ngại nhiều, đây là ý nghĩa một nhiều cùng nhau tồn tại. Bốn cùng hết nghĩa, cùng nhau diệt hết, đó đây chẳng còn nữa. Đây và cùng hại nghĩa khác nhau, dùng sức của một để trợ giúp nhiều, mà nhiều cùng chẳng có. Dùng sức của nhiều để giữ một, mà một cũng chẳng còn. Sau đây lại phân tích nghĩa lý một nhiều có thể phân ra 10 nghĩa. 1. Một ngọn độc lập. 2. Hai đồng thời hiện. 3. Hai cùng nhau mất. 4. Tự tại vô ngại. 5. Đến đi không động. 6. Không được cùng giữ. 7. Đó đây không biết. 8. Sức dùng lấy nhau. 9. Tự tánh chẳng có. 10. Cứu kính lìa lời nói. 1. Một ngọn độc lập. Đây là nói một nhiều hai pháp đều chẳng còn. Trong nhiều chẳng có một, cũng chẳng có nhiều. Trong một chẳng có nhiều, cũng chẳng có một. Tuy một chẳng có nhưng vẫn tồn tại. Tuy nhiều chẳng có, nhưng nhiều vẫn tồn tại. Một là một, nhiều là nhiều, đây là đạo lý một ngọn độc lập. Hai, cả hai đồng thời hiện, biết một có nhiều, biết nhiều có một. Chẳng có một, cũng chẳng có nhiều, chẳng có nhiều cũng chẳng có một. Chẳng có trước, chẳng có sau, một nhiều cùng lúc hiện ra. Ví như cặp sừng bò và sừng dê đều hiện cùng lúc. Ba, cả hai đều mất, cũng chẳng cùng một, cũng chẳng có cùng nhiều, cả hai đều chẳng còn. Tại sao? Vì cả hai đều giả. Đây là đạo lý cả hai cùng mất. 4. Tự tại vô ngại, chẳng tạo tác mà tự tại, do đó có câu: không vào mà chẳng tự được. Tùy tâm sở dục, muốn như thế nào thì như thế ấy. Muốn một tức là một, muốn nhiều tức là nhiều. Đây là tự tại vô ngại. Một tất nhiên có thể làm nhiều, nhiều tất nhiên có thể làm một. Đây tức là đạo lý một nhiều tự tại vô ngại. 5. Đến đi không động. Một vào trong nhiều, một vẫn tồn tại ở trong nhiều. Nhiều vào trong một, nhiều cũng vẫn tồn tại ở trong một. Cho nên đến cũng chẳng động, đi cũng chẳng động. Giống như hai mặt kính, hình ảnh của một người chiếu ở trong hai mặt kính. Đây là đạo lý một nhiều đến đi không động. 6. Không lực cùng giữ. Vì một có nhiều, cho nên nhiều chẳng có lực để chi trì một. Vì nhiều có một, cho nên một chẳng có lực chi trì nhiều. Cùng nhau chi trì, cùng nhau không lực, đây là đạo lý không lực cùng giữ. 7. Đó đây không biết. Vì một nhiều cùng nương tựa, chẳng có thể, chẳng có dụng, cho nên một chẳng biết nhiều, nhiều chẳng biết một. Bồ Tát Giác Thủ có nói bài kệ rằng: các pháp chẳng tác dụng, cũng chẳng có thể tánh, nên tất cả pháp đó, thảy đều chẳng biết nhau. Các pháp chẳng có tác dụng của nó, vì nó chẳng có tự tánh, vì vậy cho nên tất cả pháp thế gian, thảy đều chẳng biết nhau. Đây là đạo lý một nhiều đó đây chẳng biết nhau.
8. Sức dùng lấy nhau, tức là trong một hiểu vô lượng, trong vô lượng hiểu một, cùng nhau trợ giúp, một trợ giúp nhiều, nhiều trợ giúp một, mà cùng nhau dùng lấy. Đây là đạo lý một nhiều sức dùng lấy nhau. 9. Tự tánh chẳng có, vì cùng nhau khởi, cùng nhau mượn, bạn mượn tôi mượn bạn, tự tánh của một cũng chẳng có, tự tánh của nhiều cũng chẳng có, đều là chẳng có, đây là đạo lý một nhiều tự tánh chẳng có. 10. Cứu kính lìa lời nói, một nhiều nói ra tức là hí luận, nên lìa lời nói tướng, không thể nói nó là một, cũng không thể nói nó là chẳng phải một, cũng không thể nói nó là cũng một cũng chẳng phải, cũng không thể nói nó là chẳng phải một, chẳng phải một. Do đó có câu lì tứ cú tuyệt bách phi, để khỏi bốn câu nói không ra, nói ra tức là chẳng đúng, cũng không thể nói có tướng, cũng không thể nói không tướng, cũng không thể nói tướng thì tướng vào, cũng không thể nói không thì không vào, cùng nhau giao triệt. Vì nguyên nhân này cho nên miệng muốn nói mà chẳng có lời để nói, tâm muốn phàn duyên mà chẳng có duyên để phan. Tại sao? Từ chẳng còn nữa, tư lự cũng bật luôn. Đạo lý này, cảnh giới này chẳng phải nói ra mới minh bạch được. Nhưng nếu không nói thì chẳng thể minh bạch. Nói ra là vì khiến cho chúng sinh tu hành mà chứng được quả hài của tự tánh. Lúc đó mới minh bạch được đạo lý một nhiều, nguyên lai là như thế, đạo lý sạch dơ cũng như thế. Chúng sinh và cõi nước, tất cả đều tịch diệt, không nương không phân biệt, vào được Phật Bồ Đề. Chúng sinh là chánh báo, cõi nước là y báo, đây là chánh y hai báo. Trên phần của Phật mà quan sát thì tất cả chúng sinh và tất cả cõi nước đều là tịch diệt, cũng chẳng có một y báo, cũng chẳng có một chánh báo, tịch nhiên không động, chẳng có chỗ nương, cũng chẳng có phân biệt. Như thế mới vào được đạo Bồ Đề của Phật. Chúng sinh và cõi nước, một khác bất khả đắc, khéo quan sát như vậy, gọi biết nghĩa Phật Pháp. Chúng sinh là hữu tình thế gian, cõi nước là khí thế gian, Phật là chánh thế gian, đây là ba thế gian. Chúng sinh là hữu tình, tức cũng là động vật có cảm tình, có khí huyết, khoáng thực vật là vô tình chúng sinh, cõi nước giống như khí huyết, đè chở đựng chúng sinh, tức cũng là núi sông đất đai, nhà cửa phòng ốc, Phật là bậc giác ngộ chân chánh hay khéo quan sát, đối với một nhiều chẳng có phân biệt, bổn lai cũng chẳng có một, cũng chẳng có nhiều, một nhiều không khác, đều là bất khả đắc, tìm chẳng được một, cái một cũng tìm chẳng được một cái nhiều. Nếu chẳng có tâm phân biệt, thì khéo quan sát diệu lý này, như thế mới thấu rõ nghĩa lý của Phật Pháp. Bấy giờ, quang minh vượt qua trăm vạn thế giới, chiếu khắp phương Đông một ước thế giới, phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó, đều có trăm ước cõi riêng phù đề, cho đến trăm ước trời sắc cứu kính, hết thảy trong đó thảy đều hiện rõ. Trong mỗi cõi riêng phù đề, đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng vây quanh Phật. Do nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các vị Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi vân vân, Đức Phật ở thế giới đó tức là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra quang minh từ dưới hai bàn chân, siêu qua trăm vạn thế giới, chiếu soi khắp phương Đông một ước thế giới, ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc và bốn hướng trên dưới cũng đều như thế. Trong mỗi thế giới, 10 phương đều có trăm ước cõi diêm phù đề cho đến trăm ước trời sắc cứu kính, hết thảy thế giới trong đó đều hiện ra rõ ràng. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều có Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật vây quanh Phật, nương đại oai thần lực của Phật, mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại rồi cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. 10 vị Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài đến từ thế giới Kim Sắc vân vân. Các ngài phụng sự các đức Phật Bất Động Trí Như Lai vân vân như đã nói.
Bấy giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi ở chỗ Đức Phật đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: Lúc đó ở khắp tất cả mọi nơi vô lượng Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi ở tại mỗi đạo tràng của Phật cùng lúc phát ra tiếng diễn nói bài kệ dưới đây: Trí huệ vô đẳng pháp vô biên, vượt các biển cõi đến bờ kia, thọ lượng quang minh đều vô tỷ, là sức phương tiện bậc công đức. Công đức của Phật chẳng thể sánh bằng, trí huệ của Phật chẳng ai bằng được, pháp lực của Phật chẳng có bờ bến. Phật vượt ra khỏi tam giới các cõi, đã đạt đến bờ bên kia sinh tử. Thọ lượng của Phật, pháp thân của Phật, vô thủy vô chung, báo thân thì hữu thủy vô chung, ứng thân thì hữu thủy hữu chung. Đoạn kệ này là chỉ thọ lượng, pháp thân của Phật chẳng thể so sánh. Quang minh của Phật cũng vô lượng, công đức viên mãn để chứng được Phật vị, đây là Phật dùng phương tiện. Hết thảy Phật Pháp đều thấy rõ, thường quán ba đời chẳng nhàm mỏi, tùy duyên cảnh giới chẳng phân biệt, đây sức phương tiện bậc nam tư. Pháp của tất cả chư Phật mười phương ba đời, Phật Thích Ca Mâu Ni đều thấy rõ, và luôn luôn quán sát Pháp của chư Phật ba đời mà chẳng có khi nào nhàm mỏi. Tuy nhiên cũng tùy theo cảnh giới để quan sát nhưng chẳng phân biệt tất cả cảnh giới. Như vậy chứng được Phật quả có nghĩa bản là sức phương tiện của Phật. Thích quán chúng sinh chẳng sinh tưởng, để ý khắp các cõi không tưởng cõi, luôn trụ thiền tịch chẳng buộc tâm, để ý sức phương tiện vô ngại hoạ. Phật rất ưa thích quan sát chúng sinh, chiếu cứ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang có nói, hết thảy tất cả loài chúng sinh, hoặc noãn sinh, hoặc thai sinh, hoặc thấp sinh, hoặc hóa sinh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, ta đều khiến cho vào vô dư niết bàn tịch diệt. Tùy Phật độ thoát tất cả chúng sinh, mà chẳng chấp trước độ chúng sinh, chẳng có chấp trước cho nên nói chẳng sinh tưởng. Phật thấy khắp chúng sinh trong bốn đường ác, đều nghiệp chướng nặng nề, thọ đủ thứ khổ. Song Phật thấy chúng sinh ác nhất cũng là chư Phật vị lai, cho nên thấy các cõi mà chẳng nghĩ tưởng. Phật luôn luôn trụ ở trong thiền định tịch tĩnh, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng, tất cả phiền não đều chẳng có, cho nên chẳng trói buộc nơi tâm, chẳng trói buộc tâm, thì cũng chẳng có chướng ngại. Đắc được trí huệ vô ngại, đó là sức phương tiện Phật gia trì, mới có cảnh giới đó. Khéo léo thông đạt tất cả pháp, chánh niệm siêng tu, đường niết bàn, vui nơi giải thoát, lìa bất bình, đây sức phương tiện bậc tịch diệt. Vạn vật trên thế gian đều đang nói pháp, hữu tình nói pháp hữu tình, vô tình nói pháp vô tình, hòa hương điều ngữ đều là nói pháp, bách điều hót trên không, vạn loài cá bơi lội dưới nước, núi xanh mây trắng, hoa vàng trúc biếc đều đang nói pháp khéo léo. Do đó có câu, phương tiện khéo léo độ chúng sinh, tức cũng là quán cơ đầu giáo vì người nói pháp, như thế mới khiến cho chúng sinh thông đạt tất cả pháp. Muốn biết rõ tất cả pháp, phải vào sâu tạng kinh, trí huệ mới như biển. Khi theo pháp tu hành, tồn chánh niệm, tức là hồi quang phản chiếu, không đi đường tà, xin tu giới định huệ, hướng về đường niết bàn, tức là pháp không sinh, không diệt. Giải thoát thì đắc được tự do sinh tử, khống chế được sinh tử, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, chẳng phải là tự tử, mà là đến vì tự do. Do đó có câu, biết từ đâu đến, biết đi về đâu, khi đến cũng biết rõ, khi đi cũng biết rõ, tu đến trình độ này thì nắm lấy được sinh tử, mình làm chủ được mình, để theo tâm mong muốn chẳng bị thời gian hạn chế, đắc được giải thoát thật sự thì lìa khỏi các việc không bình đẳng. Đây là sức đại phương tiện của bậc tịch diệt. Hay khuyên người hướng Phật Bồ Đề, hướng nhất thiết trí như pháp giới, khéo hóa chúng sinh vào diệu đế, để sức phương tiện trụ tâm Phật. Chúng ta tự mình phát tâm Bồ Đề rồi, cũng phải khuyên người phát tâm Bồ Đề, hướng về pháp giới tất cả trí huệ tu hành, thì mới có trí huệ rồi thì quan sát được nhân duyên của chúng sinh, khéo léo giáo hóa khiến cho họ biết pháp thế gian là vô thường, khổ không, vô ngã, mà sinh ra pháp xuất thế gian thường lạc ngã tịnh. Nếu ai ai cũng phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo giới hóa chúng sinh, thì tất cả tai nạn trên thế gian chẳng còn nữa, chiến tranh cũng tự nhiên tiêu diệt.
Phật Pháp là Pháp không nhất định, gặp chúng sinh thiện hóa không được, thì phải ác hóa. Ác hóa là gì? Có chúng sinh chịu khổ đến cực độ, cảm thấy thế gian tất cả đều vô thường, hoặc gặp phi tai hoành họa, cảm thấy khổ là tánh bức bách mới phát tâm Bồ Đề. Người thiện thì nói Pháp thiện, người ác thì nói Pháp ác. Đủ thứ pháp môn này đều là giáo hóa chúng sinh tỉnh ngộ, giáo hóa họ đối với cảnh giới mà giác ngộ cảnh giới, không thể mê luyến cảnh giới. Tôi thường nói, thế gian tất cả đều đang nói Pháp, bất cứ thiện hóa hoặc ác hóa, đều đang giáo hóa chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Cọp thì nói Pháp cọp, mèo thì nói Pháp mèo, vân vân. Mỗi cử chỉ hành động đều giáo hóa chúng sinh, dạy bạn minh bạch nhân quả báo ứng. Tự hào chẳng sai, nếu minh bạch thì đi vào chân lý, kéo giáo hóa chúng sinh vào lý thể chân thật, tức là vận dụng Phật tâm, thường trụ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đây là sức phương tiện từ vô lượng tâm phát ra. Pháp của Phật nói đều thâm nhập, trí huệ rộng lớn chẳng chướng ngại, tất cả xứ hành đều viên mãn. Đây sức phương tiện tự tại tu. Chư Phật mười phương ba đời nói 84.000 pháp môn, mỗi một pháp môn đều thấu rõ mà thâm nhập, chứng được trí huệ rộng lớn, tất cả đều chẳng có sự chướng ngại. Hết thảy cảnh giới của Phật, hết thảy pháp môn đều tu hành đạt đến cực điểm. Do đó các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, chẳng thọ thân sau nữa. Tại sao đắc được tự tại? Vì tu hành. Nếu không tu hành thì thế nào cũng chẳng đắc được tự tại sức phương tiện này. Hằng trụ niết bàn như hư không, tùy tâm hóa hiện đâu chẳng đến. Đây hương vô tướng mà làm tướng, đây phương tiện bậc đáo nan đáo. Phật luôn luôn trụ ở trong cõi thường tịch quang, giống như trụ ở trong hư không, vì hư không chẳng có bờ bến, mà pháp thân của Phật cũng chẳng có bờ bến, cho nên đầy khắp mọi nơi, tùy thuận theo tâm niệm của chúng sinh mà hóa hiện để độ thoát chúng sinh, chẳng có nơi nào mà chẳng đến. Đây là nương vô tướng mà làm tướng, là lý thể chân thật. Phật đã đạt được quả vị tự giác viên mãn, giác hạnh viên cũng viên mãn, do đó ba giác tròn vạn đức đầy, phát ra sức phương tiện này. Ngày đêm năm tháng và số kiếp, thế giới tùy trung tướng thành hoại, như vậy nghĩ nhớ đều biết rõ, đầy phương tiện bậc thời số trí. Trong kinh Phật thường nói ngày đêm sáu thời, ngày phân làm buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, đêm cũng phân ra đầu hôm, nửa đêm và cuối đêm. Đây là Ấn Độ dùng phương pháp để tính thời gian. Ở Trung Quốc một ngày phân làm 12 thời, dùng tí, xìu, dần, mẹo, thìn, tị, ngọ, mùi, thần, dậu, tuất, hợi, 12 địa chi làm đại biểu. Ban ngày từ giờ mẹo bắt đầu, tức là lúc mặt trời mọc. Ban đêm từ giờ dậu bắt đầu, tức là lúc mặt trời lặn. Nửa đêm 12 giờ khuya là thời tí, 12 giờ trưa là giờ ngọ. Bây giờ một ngày đêm phần làm 24 giờ. Tuy nhiên toán pháp khác nhau nhưng thời gian giống nhau. Một tháng có 30 ngày, một năm có 12 tháng. 1679 vạn 8000 năm là một kiếp. Kiếp là tiếng Phạn dịch là thời phần, tức là phân biệt thời gian. Kiếp phân ra tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. 24 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Thế giới có thành trụ hoại không 4 kiếp. Kiếp thành có 20 tiểu kiếp thời gian, kiếp trụ cũng 20 tiểu kiếp, kiếp hoại cũng có 20 tiểu kiếp, kiếp không cũng có 20 tiểu kiếp. Một thế giới thành hoại phải trải qua một đại kiếp, thành thành hoại hoại, cuối rồi bắt đầu. Thế giới này hoại thì thế giới khác lại thành, tuần hoàn không ngừng, lưu truyền mãi mãi. Hiện tại là thời kỳ diệt kiếp của tiểu kiếp thứ 9 trong kiếp trụ. Tuổi thọ của con người đến 70 tuổi, diệt kiếp là gì? Từ tuổi thọ 84.000 tuổi của con người mà bắt đầu, mỗi 100 năm giảm xuống 1 tuổi, thân cao giảm xuống 1 tấc. Giảm đến tuổi thọ con người 30 tuổi thì chúng sinh đầy dãy tà kiến, điền đào, đầy đủ 10 nghiệp ác. Lúc đó trời chẳng mưa, đất đai khô cằn, ngũ cốc chẳng mọc. Chúng sinh dùng rễ cỏ vỏ cây làm thức ăn, con người chết đói vô số. Đây là nạn đói khát.
lại giảm xuống còn 20 tuổi, thì bệnh ôn dịch lưu hành, thuốc thang chẳng có hiệu quả. Tại sao lại có ôn dịch? Vì tâm con người quá tệ hại, tâm hiếu thảo hoàn toàn mất đi, chẳng kính sư trọng đạo, vì do nghiệp chiêu cảm, khiến cho kẻ ác bệnh chết, nhưng người thiện tồn tại. Đây là nạn ôn dịch. Và khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi thì chúng sinh tệ hại đến cực điểm. Họa như thế nào? Lúc còn con nít thì có tâm dâm dục, muốn tìm bạn khác tánh. Giống như heo không khác, vừa sinh ra thì có tâm dâm dục, đến 3-4 tuổi thì kết hôn, chưa đến 10 tuổi thì chết mất. Lúc đó giữa người và người tàn sát với nhau, cỏ cây thành đao cũng biến thành vũ khí giết người. Nhân loại chẳng phân thân sơ, thấy người thì giết, trở thành thế giới điên cuồng. Những người còn lại chạy trốn vào núi, trải qua tạo kiếp giết hại lẫn nhau như thế, con người còn lại chẳng bao nhiêu người. Đây là nạn đao binh. Lúc đó tâm con người chuyển hướng về thiện lành, sinh tâm hối cải, linh quang xoay trở lại, trí huệ tăng dần, chẳng có tâm tham sân si. Như lúc trước, tuổi thọ con người lại bắt đầu tăng dần, mỗi 100 năm tăng lên 1 tuổi, thân cao tăng thêm 1 tấc, tăng đến tuổi thọ là 84.000 tuổi thì ngừng. Một lần tăng, một lần giảm như thế là một kiếp. Trong một tiểu kiếp có 3 tiểu tai, trong một đại kiếp có 1 lần nạn lửa lớn, thiêu đốt đến cõi trời sơ thiền. Trải qua 7 lần nạn lửa lớn rồi, bèn phát sinh 1 lần nạn nước lớn, làm ngập đến trời nhị thiền. Trải qua 7 lần nạn lửa lớn rồi, thì phát sinh 1 lần nạn gió lớn thổi đến trời tam thiền. Tu thiền định, đến được trời tứ thiền thì mới không bị 3 nạn lớn uy hiếp. Thế giới vốn là vô thủy vô trùng, nhưng vì phá số không thành số 1, nên có số 1 bắt đầu, nhưng vẫn là chẳng có dừng nghỉ. Giống như sau số 1, thì dù thêm bao nhiêu số 0 cũng vĩnh viễn thêm không hết. Đây là nói về đạo lý tướng thủy chung thành hoại. Trái đất thành được 20 tiểu kiếp, chúng sinh trụ ở trong đó 20 tiểu kiếp, sau đó biến hoại 20 tiểu kiếp, hoại thành không 20 tiểu kiếp. Trái đất có 4 tướng thành trụ hoại không, con người cũng có sinh trụ dị diệt 4 tướng. Sinh có 20 năm thời kỳ học vấn, trụ có 20 năm thời kỳ sự nghiệp, dị có 20 năm thời kỳ biến hóa, diệt cũng có 20 năm thời kỳ bệnh già. Bất cứ là ai cũng không thoát khỏi ngoài phạm vi 4 tướng. Một năm có xuân hạ thu đông 4 mùa, mùa xuân là thời kỳ sinh, mùa hạ là thời kỳ trụ, mùa thu là thời kỳ dị, mùa đông là thời kỳ diệt. Đây là hiện tượng sinh trụ dị diệt 4 tướng trong một năm. Trong trí huệ của Phật, những pháp thời gian đó chỉ cần một niệm thì hoàn toàn thấu rõ hết. Đây là thời gian và số mục trí huệ phát ra sức phương tiện. Tất cả chúng sinh có sinh diệt, sắc với phi sắc, tưởng phi tưởng, hết thảy danh từ đều biết rõ, đầy phương tiện của bậc nan tư. Hết thảy tất cả chúng sinh đều có sinh có diệt, chúng sinh có sắc, chúng sinh không có sắc, chúng sinh có tưởng hoặc không có tưởng, hết thảy danh từ Phật đều thấu rõ. Đây là sức phương tiện trí huệ đắc được không thể nghĩ bàn. Chúng sinh có phần ra 3 loại lớn. 1. Từ sinh để phân biệt gồm có noãn, thai, thấp hóa 4 loài. 2. Từ thể để phân biệt gồm có sắc và vô sắc 2 loài. 3. Từ thức để phân biệt gồm có tưởng, vô tưởng và phi tưởng, phi phi tưởng 3 loại. Đây là 9 loài chúng sinh. Đời quá khứ, hiện tại, vị lai, hết thảy lời nói đều biết rõ, nên biết 3 đời đều bình đẳng, đầy phương tiện bậc vô tỷ giải. Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai gọi là 3 đời. Tất cả lời nói của chúng sinh rất tạp nhạp, bất cứ bạn thông minh như thế nào cũng học không hết ngôn ngữ của thế giới. Song Phật có đại trí huệ, Ngài chẳng cần học tất cả ngôn ngữ mà hoàn toàn hiểu biết hết. Phật là chẳng có thể mà tự biết, chẳng học mà thấu rõ. Phật lại biết 3 đời đều bình đẳng, tuy nhiên 3 đời là như nhau, nhưng bất khả đắc. Tại sao? Vì tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Kiến giải trí tuệ vô tỷ này lại phát ra sức phương tiện.
Bấy giờ, quang minh vượt qua một ức thế giới, chiếu khắp phương Đông 10 ức thế giới, phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó, đều có trăm ước cõi Diêm Phù Đề, cho đến trăm ước cõi trời sắc cứu kính, hết thảy ở trong đó thảy đều hiện rõ. Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, cùng nhau vây quanh Phật. Nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các Đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, đến từ thế giới Kim Sắc, vân vân, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai, vân vân. Lúc đó, quang minh từ dưới chân của Phật Thích Ca Mâu Ni vượt qua một ức thế giới, chiếu sáng khắp phương Đông 10 ức thế giới, ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, và bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới 10 phương đều có trăm ước cõi Diêm Phù Đề, cho đến trăm ước trời sắc cứu kính, hết thảy thế giới đều hiện ra ở trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật vây quanh Phật. Nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, cùng nhau tụ lại đi đến chốn Phật gần gũi Phật. 10 vị Đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, các ngài đến từ thế giới Kim Sắc, vân vân, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai, vân vân. Bấy giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó khắp tất cả mọi nơi vô lượng Bồ Tát Văn Thù ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật cùng một lúc phát ra tiếng sẽ nói bài kệ dưới đây: khổ hạnh rộng lớn đều tu tập, ngày đêm tinh siêng chẳng nhàm mỏi, đã độ khó độ sư tử hống, khắp hóa chúng sinh là hạnh Phật. Phật ở tại nhân địa tu vô lượng vô biên khổ hạnh, có thể nói là dọc cùng tam tế, ngang khắp 10 phương, đều là nơi Phật tu hành khổ hạnh. Tu khổ hạnh là gì? Phật tu khổ hạnh tại núi tuyết 6 năm, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè để duy trì mạng sống. Khổ hạnh này khổ nhất, khó nhất, ngày đêm tinh tấn siêng năng tu tập, chẳng có nhàm mỏi, chẳng có giải đãi. Phật tu khổ hạnh rộng lớn, cho nên chúng sinh sinh cảm động rất lớn. Chúng sinh vốn cang cường khó hơn điều phục, song vì Phật đầy đủ đức hạnh khiến cho chúng sinh nghe Pháp, sinh niềm tin mà y Pháp tu hành. Từ tâm của Phật nói Pháp như là sư tử hống. Sư tử hống còn gọi là quyết định nói. Định nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Đây là độ kẻ nhất xiển đề, chẳng tin Phật Pháp. Định nói vô ngã tồn tại, đây là độ tất cả ngoại đạo, cầu Pháp ngoài tâm. Định nói khổ dục chẳng tịnh, đây là độ thiên ma ba tuần. Định nói thường lạc ngã tịnh, đây là độ hàng thanh văn, A-la-hán. Định nói tâm đại bi, đây là độ hàng duyên giác, bích chi Phật. Định nói Như Lai vô ngại đại trí, đây là độ hàng Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề. Cho nên nói khắp hóa chúng sinh, Phật khắp hóa hết thảy tất cả chúng sinh. Phật làm gì cũng là vì độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Đây là việc làm của Phật. Khi những chúng sinh đáng được độ đều được độ xong hết, Phật mới vào đại niết bàn. Phật Pháp là tùy theo nghiệp chướng của chúng sinh mà hưng suy. Chúng sinh nghiệp nặng thì Phật Pháp chẳng còn nữa. Chúng sinh nghiệp nhẹ thì Phật Pháp sẽ hưng thịnh lên. Có lúc Phật Pháp hưng lên rất nhanh mà diệt cũng nhanh. Có lúc Phật Pháp hưng lên chậm mà diệt cũng rất chậm. Đều là do nghiệp của chúng sinh mà quyết định. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra thế giới Ta Bà, có người tin Phật, cũng có người nghe Phật Pháp mà chẳng tin. Thời kỳ chánh Pháp cũng có tượng Pháp, cũng có mạt Pháp. Thời kỳ tượng Pháp cũng có chánh Pháp, cũng có mạt Pháp. Thời kỳ mạt Pháp cũng có chánh Pháp, cũng có tượng Pháp. Bất quá mạt Pháp thì nhiều. Phần ra mà nói thì có chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Nếu hợp lại mà nói thì ở trong mỗi Pháp đều có chánh tượng mạt khác nhau. Ví như thời đại chánh Pháp rõ ràng là người như nhau, mà có người tin Phật, có kẻ chẳng tin Phật. Người chẳng tin Phật chỉ thấy tướng tốt trang nghiêm của Phật, đây tức là thời đại tượng Pháp. Thậm chí lúc Phật còn ở đời cũng có rất nhiều chúng sinh chẳng thấy được Phật,
cũng chẳng nghe Phật Pháp, đây tức là thời đại mạt Pháp. Vào thời đại tượng Pháp có người chân chánh tu hành, chứng quả khai ngộ, đây tức là thời đại chánh Pháp. Có người vốn chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, đây tức là thời đại mạt Pháp. Hiện tại là thời đại mạt Pháp, vì Pháp sắp muốn diệt, cho nên chánh Pháp cũng rất ít, tượng Pháp cũng chẳng nhiều, vì căn cơ của chúng sinh hoàn toàn chẳng tin Phật Pháp, hoặc chẳng nhận thức đúng đắn với Phật Pháp mà sinh hồ nghi. Họ công thẳng thị phi, nói chánh Pháp là mạt Pháp nói là chánh Pháp, cho nên thời đại này là thời kỳ nguy hiểm, khiến cho tâm người rất mê hoặc, bất cần một chút thì lạc vào năm dặm mù, mê mất phương hướng, chẳng biết đông tây nam bắc, đây tức là hồ đồ mà ngu si. Sự nhìn của tôi đối với Phật Pháp, không muốn nói là Phật Pháp, có thể nói là tâm Pháp của chúng sinh. Phật giáo là tâm lý học vì diệu nhất, cũng là chân lý rốt ráo nhất, đều hợp với đạo lý. Tóm lại, phàm là hợp với đạo lý thì chúng ta tin, không hợp với đạo lý thì đừng tin. Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu Phật Pháp thì phải tìm cầu chân lý, phải thâm nhập kinh tạng. Nghiên cứu Phật Pháp tức là nghiên cứu chúng sinh Pháp. Trước hết phải biết tư tưởng của chúng sinh là gì. Tư tưởng của chúng sinh tức là mình chẳng minh bạch, cũng chẳng muốn dạy người khác minh bạch, cho nên chẳng gọi là Phật Pháp mà gọi là chúng sinh Pháp. Cũng có thể gọi kinh Phật là kinh chúng sinh, tâm Phật chúng sinh là ba mà một, một mà ba. Điều mà Phật nói bạn có tin chăng? Vậy chúng ta nói tin tầm Pháp, tầm Pháp chẳng tin chăng? Vậy chúng ta lại nói chúng sinh Pháp. Phật nói Phật Pháp, tầm nói tầm Pháp, chúng sinh nói chúng sinh Pháp. Các bạn muốn tin Pháp nào thì tin Pháp đó, không tin cũng chẳng có cách gì hơn, vì thời đại mạt Pháp tức là như thế. Chúng sinh lưu truyền biển ái dục, lưới vô minh che, lo, bức bách, trí nhân dũng mãnh đều đoạn trừ, đương nhiên thệ cũng là hạnh Phật. Chúng sinh là chúng duyên giả hòa hợp mà thành. Chúng sinh có noãn, thai, thấp hóa, bốn thứ khác nhau. Thai sinh như cẩm thú bốn chân, noãn sinh như loài phi cẩm hai chân, thấp sinh như côn trùng nhiều chân, hóa sinh như bươm bướm. Thai sinh thì lớn lên ở trong thai mẹ, sau đó bèn sinh ra. Noãn sinh thì trứng ở ngoài thân mẹ được nhiệt độ mà lớn lên, sau đó sinh ra. Thấp sinh thì trứng ở chỗ ẩm ướt, được khí ấm tự nhiên mà sinh ra. Hóa sinh thì biến hóa mà sinh, như nhộng hóa bướm. Chúng sinh trong sáu nẻo thì chúng sinh trên trời và chúng sinh địa ngục là hóa sinh. Chúng sinh loài người và súc sinh là thai sinh. Loài Atula thì thai noãn thấp hóa bốn thứ sinh. Loài ngạ quỷ thì thai sinh hoặc hóa sinh. Động vật cấp dưới thì noãn thấp hóa ba thứ sinh. Động vật cấp cao thì thai sinh. Vì chúng sinh có ái dục, cho nên trôi nổi ở trong biển sinh tử, chẳng dễ gì thoát khỏi biển khổ. Ở đây có năm thứ nguyên nhân. Một, nước sâu, biển ái dục quá sâu, người mà rớt vào thì bất cứ như thế nào, cuối cùng vẫn lưu chuyển theo sóng. Hai, sóng nhanh, trong biển ái dục có sóng rất lớn, do đó mà dễ mê mất phương hướng, chẳng ra khỏi biển khổ được. Người nam nữ thế gian vô minh quá nặng, đàm tình nói ái, luyến ái chẳng thành công, thì bèn quyết định tự tử, đây là bị biển ái dục nuốt chết, sau đó đi thọ khổ sinh tử trong luân hồi, hoặc vĩnh viễn làm cô hồn dã quỷ. Phàm là người tự tử thì vĩnh viễn chẳng đi đầu thai. Ba, mê tối tức là vô minh, bị nước ái dục ngập chìm mà hồ đồ, trí huệ quang minh chẳng hiện tiền, mê đổ đen tối hiện ra, càng chẳng biết phương hướng, không thể đến được bờ bên kia, suốt ngày lưu chuyển ở trong biển sinh tử chẳng được giải thoát. Bốn, trùng chấp, giống như con tằm làm tơ tự trói mình ở trong biển ái dục không thoát ra khỏi được. Tại sao? Vì ngư trùng chấp trước bị lưới tình vây khốn, như thế nên lưu chuyển ở trong biển ái dục, theo sóng lên xuống, lúc lên trời, lúc ở nhân gian, lưu chuyển không ngừng. Năm, sầu lo, bị khốn ở trong biển ái dục chẳng thoát ra được thì sinh lo âu, khổ thọ, bức bách, do đó mà mất đi trí huệ, mất đi sức lực. Bất cứ loài chúng sinh nào vẫn bị khốn, chẳng cách gì ra được. Vì Phật siêng tu đủ thứ khổ hạnh, dũng mãnh tinh tấn, cho nên đoạn sạch hết trần lao biển ái dục, mà biến thành trí huệ quang minh,
Chúng sinh muốn có trí huệ thì thệ nguyện học tập theo Phật, đoạn sạch tất cả tâm ái dục, đây mới là hành vi tốt đẹp. Thế gian phóng dật chấp năm dục, chẳng thật phân biệt thọ các khổ. Phụng hành Phật giáo thường nhiếp tâm, thệ độ chúng sinh là hạnh Phật. Tất cả chúng sinh là hữu tình thế gian, sơn hà đại địa là khí thế gian, tất cả thánh nhân là chánh giác thế gian. Hiện tại nói thế gian là chỉ hữu tình thế gian mà nói, vì hữu tình chúng sinh phóng dật, chẳng giữ quy vụ mà chấp trước năm dục. Năm dục là gì? Tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Một người chấp trước tài, tham mà chẳng biết chán, vàng bạc chất đầy như núi, cũng chẳng biết đủ, kết quả tay không mà đến, tay không mà đi, chỉ có nghiệp đã tạo ra, theo thân mà đi, theo nghiệp mà sinh. Hai người chấp trước sắc, mê sắc đẹp, tham luyến sắc đẹp, cho rằng sắc đẹp là vật quý giá nhất trên đời, kết quả một cũng chẳng có, hoặc thân bại danh liệt, cuối cùng chẳng còn gì hết, sắc này là chỉ nam nữ mà nói. Ba người chấp trước danh, vì muốn dương danh trong thiên hạ, nên dùng đủ thứ phương pháp để đề cao danh dự, hoặc là làm những việc có danh khiến cho mọi người đều biết, trở thành nhân vật danh cao tột đỉnh, hoặc là làm chánh trị gia, nhà giáo dục, nhà đại từ thiện, nhưng cuối cùng khó tránh cái chết.